Xin kính chào quý vị và các bạn. Thì hôm nay mình tiếp tục đến nhà có anh Tèo để quay giới thiệu cho quý vị và các bạn một số phô mai nha quý vị. Xin chào anh. Chào anh Tấn. Xin chào quý vị và các bạn trên khắp mọi miền Tổ quốc. Hôm nay mình cũng có về một số phô mai và có 4 cây mai tàn nha quý vị. Cảm ơn quý vị trong thời gian qua đã ủng hộ cho mình. Và mình ở đây là ở ấp Phú Long, xã Phú Ngãi, Ba Tri, Bến Tre quý vị. Số điện thoại của mình thì có trên tiêu đề nha quý vị. Quý vị xem và alo ủng hộ mình nha. Mình ship toàn quốc hả anh? Dạ, về phôi thì mình ship toàn quốc, còn tàn thì mình ship 200 km quý vị. Rồi. Dạ. Rồi mình vào phôi số 1 quý vị ơi. Cho chiều cao luôn anh ơi. Rồi, cao khoảng 1m6 quý vị. Rồi, 1m6. Rồi, cho quý vị xem cái hoành trước nha. Rồi, 32 quý vị. Rồi, hoành 32. Để này quý vị ơi. Rồi, giá nhiêu anh? Rồi, cây này giá 1,5 triệu quý vị. Rồi, cây này chơi tương lai nè, nó cũng chuẩn bị lên xù. Cục hả? Cũng chuẩn bị lên xù trễ nè. Rồi, cây mã số 1 nha quý vị. Rồi, xuống cây. Rồi, lên mã số 2. Alo. Cây ra ở dưới à. Rồi mã số 2 quý vị ơi. Cây này dảo nha quý vị. Cây mã số 2 dảo hả anh? Cây này mã dảo á. Rồi. Rồi cho chiều cao luôn anh. Rồi, mặt bầu lên nó khoảng 1m8 quý vị. Rồi, khoảng 1m8 quý vị ơi. Này hơi bị sâu cạp một xíu ha. Sâu cạp, không sao, nó chỉ có liếm liếm ngoài da chút đỉnh thôi. Này mai dảo nha quý vị. Rồi, cho quành anh ơi. Rồi. Quành 34 quý vị. Rồi, 34. Rồi, quành 34. Chúc thước. Rồi, để đây quý vị ơi. Để cũng khá đẹp nha quý vị. Để chạy đều nha, cộng lực. Chạy đều cộng lực lắm. Bụi chẳng. Cây này mai dảo này anh giao lưu giá nhiêu anh? Cây này mình giao lưu là 3,5 triệu quý vị. Rồi, về dảo là chơi luôn, còn ghép luôn. Vẫn ghép. Xuống cây. Mỏi không? Có chân. Rồi, mã số 3 nha quý vị. Rồi cho chiều cao luôn anh ơi. Rồi cao là lộng thước lộng đầu gì không? 1m3 quý vị. 1m3. Rồi để đây. Rồi để cho quý vị mình tham khảo cái hoành nha. Cái này cũng khó đo, hồi đo tốn cổ rồi đi. Ở vị trí này 35. 35, còn ra xịt xuống. Xịt xuống ngay cái cổ đế là 43 quý vị. 43. Cái này, này... xù cốc, xù cốc, xù trứng gì đeo vòng vòng hết trơn nha. Đây, những con xù. Xù cốc. Xù. Cốc trứng gì đây đeo giáp vòng hết à. Rồi để tải điều luôn ha. Điều. Cây này mình giao lưu giá nhiêu anh? Cây này mình giao lưu 3,8 triệu quý vị. Rồi 3,8 triệu quý vị ơi. Để trải số 3 3,8 triệu để trải đều có xù luôn. Rồi xuống đi. Cây. Rồi mã số 4 nhưng quý vị. Ở số 4 mà anh phải không anh? Số 4. Rồi mã số 4. Lùng lực luôn.
Ơi, đo chiều cao bao nhiêu anh? Ơi, cao là 103 quý vị. Rồi, cao 103. Mã số 4 103. Rồi, và anh Lương. Rồi, qua anh đây quý vị ơi. Là 32 quý vị, 33 yếu 32. Lúc thước. Đây, đế cộng cũng bự bự không nhớ quý vị. Cộng thân thì không lớn lắm, cộng đế nè, rễ nào nấy bự bự không à. Rồi, giá nhiêu anh? Cây này 1,5 triệu quý vị. Rồi, 1,5 triệu luôn. Xuống cây. Nhẹ ơi, quơ rồi quơ. Rồi, mã số 5 đây. Chừng quay dướng làm sao? Rồi, quay qua quay trở lại. Dướng quay ngược lại. Rồi, cho chiều dài của nó anh. Tóc này nó bò dữ quá. Rồi, 1m7 quý vị. Rồi, chiều dài nó là 1m7 nha quý vị. Số tay cạnh luôn. Rồi, trở lại. Bay qua bay lại ha. Bay qua bay lại. Rồi cho cái hoành luôn anh. Rồi cho cái hoành này cho cái cũ thử luôn ha. Rồi. Tại này con ốc thì thử cái cũ. Cái hoành là 28 quý vị. 8. 28. Đo ngang qua coi. Con ốc này coi. Cái Rồi 47 quý vị. Rồi. 28 ốc 47. Rồi. Xây nhầm đế anh. Đây, đế đây. Mộp, né ngang, né ngang. Mộp. Né à, thôi trở lại liền. Rồi, mộp lại nữa. Ừ, đó. Rồi, giá nhiêu anh? Rồi, cây này là 2 triệu quý vị. Rồi, 2 triệu, cây mã số 5 quý vị ơi. Rồi, xuống cây, xuống. Rồi, 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 xuống cây, mã số 5, xuống. Rồi, mã số 6 quý vị ơi. Mã số 6 quý vị ơi. Lắc nữa, bay nữa. Có cản không? Rồi, cho chiều cao luôn. Đây, chiều cao. Hết thước. Hết thước, 1,5 m. 1,5 m nha quý vị. Cái này giảo nó quý vị. Cái này mới giảo nó hả anh? Nói chung là cái tô này giảo với lại bông chùm không à. Rồi. 5 cánh nhưng mà bự bự. Rồi cây nào giảo rồi nhớ khai báo nha. Nguyên tô này là giảo với lại bông chùm. Rồi. Rồi xem cái hoành luôn. Bốn nhiêu thưa có đo thôi. Mét rưỡi, mét rưỡi, mét rưỡi. Rưỡi ha. Dạ. Đo nói chuyện khác giờ quên chuyện này rồi. Rồi 30 quý vị ơi. Rồi hoành 30 luôn, để 30, đây. Để tay cành cũng khá đều nha quý vị. Đế cũng là sắn sắn sắn. Sắn bệ bệ đẹp lắm. Rồi, một cây mai giảo luôn. Rồi một cây mai giảo, giá chỉ có 1,6 triệu thôi quý vị ơi, vậy chơi. Có đế nè, không để lắc lên. Rồi xuống cây quý vị. Xuống cây. Cây số mấy ơi? Cây số số 7. Rồi, số 7 có số cây cành thôi. Cao. Rồi, 1m29 cái gì? Rồi, 1m29. 29. Này có mấy lủng lỗ mấy lỗ nhưng mà cũng không có đổi gì nha gì, nó lành nó cũng tới thịt rồi, mấy này 3 kiến nó đeo đục. Mấy ngày kiến đục dữ ha. Kiến 3 kiến đen đục. Hồi nữa 3 kiến ổng đây nó xuống. Rồi 28 cái gì ơi. Rồi 28 hoành. 28 hoành. Đế đây. Bệ đất khá đỡ nha. Rồi giá nhiêu anh? Rồi cây này 950 cái gì ơi. Rồi 950 luôn. Xuống cây. Xuống cây. Rồi cây này số mấy đây? Cây số 8 luôn. Rồi mã số 8. Mã số 8 mai tàn nha quý vị. Giảo không? Giảo ha mai thường. Cây này thì bông thì lai vậy thôi chứ không có tính giảo được. Rồi rồi, tính mai thường ha. Mai thường. Rồi cho chiều cao luôn anh ơi. Rồi, tôi thưởng
giùm Tấn ơi. Khoảng mét 9. Mét 9 rồi bán ngang khoảng mét 4. Đây quý vị. Cao mét 9 tấn ngang mét 4. Rồi tại cạnh đây. Rồi, xuống đo cái hoành luôn. Đây. 30 quý vị. Rồi, hoành 30. Rồi để đây. Để này không có khai thác được rồi, có để chừa tàn cho nên làm hơi cái vô nồi hơi cao. Cho nên rồi, giá nhiêu đây anh? Rồi, 1.8 quý vị ơi. 1.8 luôn. Có cây mai tàn chơi luôn. Xuống cây. Đợi mấy rồi xuống đó luôn đi, xuống đó hồi giờ sao phụ riết lên thôi không nổi đâu, hai vợ chồng kinh không có nổi đâu, để đợi mấy kia chứ, đợi phụ lên cây số 9 lên mấy anh ơi, cây số 9 nặng nha. À lắc lắc đó ha. Đây, lắc lưỡng dán bay bay luôn. Nghèo nghèo luôn, lắc lắc luôn. Nghèo nghèo kệ đâu dán dán đứng. Ơi, Quỳnh. Cho chưa gì cho Quỳnh à hả? Quỳnh chưa có cao hả? À. Đang ở xa cho cái cao luôn. Cao 1m34 cái gì ơi. Rồi. Quỳnh. 40 chẳng. 40. 40 chẳng ở dưới này bự lắm nha. Cũ đó. Cũ tới 47 lận á. Rồi. Cho một vòng đế luôn. Rồi đế đây. Để ăn trước đây có luôn. À, có đủ hết à. Đều đều à. Đây lớn nha, mình khai thác vừa phải. À, cây này nhiêu anh? Đẹp. Cây này 4.5 triệu quý vị. Rồi, 4.5 triệu thì mã số 9 nha quý vị, bao ship toàn quốc luôn nha quý vị. Cây này đế khá đều, khá đẹp nha. Rồi, lắc xuống cây. Đấy. Không nổi. Ôi, hai vợ chồng mạnh dữ ta. Hai vợ mạnh thiệt. Hai vợ chồng trên cái bầu cây quy dạng nên nổi luôn. Rồi cho chiều cao luôn anh. Tấn này chứ Tấn. Số 11 nè. Rồi 1m78. Rồi cao khoảng 1m8 nha quý vị. 10m8 chiều cao. Rồi hoành đi. Rồi đây vị trí này đi. Là 40 43, 44 yếu. 44 yếu, 43. Rồi, chồng chồng đá luôn. Rồi, giá nhiêu anh? Rồi, cây này 4.2 triệu có gì ơi. Rồi, xuống cây. Cây nó khiêng hả? Vậy tắp mé đi, bỏ nó đi hồi giờ. Không khiêng đi. Thì đây là tuốt cả đẳng cái mình mất thời gian. Rồi, lên cây 12 luôn, 11 luôn. Nhiêu đây? Ở đó 1.5 m, khoảng 2.5 m. Rồi, cao 2.5 m. Khoảng có dừng lại cái nha. Đứng lo không lo cái cây rồi lật. Rồi đáng ngang khoảng 1.5 m quý vị ơi. Rồi đó cái tàn ở trên đó quý vị. Rồi dừng ha.
Cây này mai thường hay mai dảo anh? Thường anh. Mai thường nhưng quý vị không có dảo nha. Nhưng mà bông đẹp lắm nha, bông chùm không à. Chùm chùm luôn phải không? Rồi, vị trí này đây. Bún ơi. Rồi. Đúng thước. Đây, để đây. Rồi, báo giá luôn. Rồi, cây này là 4 triệu chẳng quý vị ơi, 40, số 40 quanh 40 quanh 40 triệu. 4 triệu. Chết à, chết à. 4 triệu. Xuống cây. Xuống 11 nhưng quý vị, xuống là phụ. Phụ anh. Vô cái tàn. Rồi, họ xuống nó tại đó đi. Rồi, mời quý vị mình tiếp tục ai à, mã số 12 nha quý vị. Rồi cây 12 này dảo nha quý vị. Rồi cây mai dảo. Mã số 12. Rồi 100 chẵn. Rồi đúng 1 mét luôn. Rồi quanh đây. Nó ở đây đi. À. Vị trí này đi. Rồi là 20 mấy đây, 23. Ôi hết hai anh em nó ôm nhau cái nhiêu. 32. 23 32. Rồi, bên cái này là 30. Rồi, thế đây. 4 cộng trải dài ra. Bự bự à. Đây là có mấy cộng để chịu ở phía trước luôn. Rồi, giá cũng dễ chơi luôn quý vị. Giá nhiêu anh? 750 hả quý vị ơi. À 750 hả? Có được cây mai dảo luôn. Cây mai dảo để. Rồi, xuống cây. Cái này quay chưa? Chưa. Rồi mã số 13. Bên đây dướng thì ít được chân quay qua được. Rồi qua luôn. Con số tay cạnh nha. Rồi cho chiều dài nó đi anh. Rồi, dài mét 8 á vậy ơi. À, mét 7 đi. 7. À, mét 8 khi đo về thiếu xíu à. Rồi, cho quanh đi. Mã số này là 13 nha quý vị. Rồi, 25 quý vị. Rồi, 25 quanh. Rồi, để đây. Để đây quý vị. Để đẹp đó, để cụm à. Đây, cản nữa đây hả? Cản nữa trở lại. Rồi giá nhiêu đây anh? Rồi 750 quý vị ơi. Rồi xuống cây. Rồi lên cho đó đi, nhanh nhanh đi, có đằng xa tới thăm anh quý vị. Rồi mã số 14 nha. Rồi cho vừa cao luôn anh ơi. Rồi cao 1m18 quý vị ơi. Rồi hoành luôn. 18. Hoành 26 quý vị ơi, bả yếu. Rồi 26. Mày không biết kêu bằng gì đây mà nó rôm hết trơn. Già anh dám sạm không? Già giống già cốc. Già cốc nó đeo tới rễ hết trơn luôn á. Rồi. Rồi cây này là 850 quý vị ơi. Rồi mã số 14 nha quý vị. 14 850 rồi. Xuống cây. Rồi xuống cây đi. Có bằng quay vô. Quay vô không? Rồi mã giờ mã số 15 ở đây phải không? 15 đó. Rồi cây 15 mình dời cái cây này khi ra chút mình quay cái cây tàn nãy. Ôi. Đó. Rồi, mã số 15 đây. Lại cái này nữa rồi. Này 17. Rồi, cao. Khoảng 2 mét hơn á. Rồi, khoảng 2 mét quý vị ơi. Đây
đây, cái này là bông chùm không á. Đây có một cái giới thiệu miên mà lành rồi. Đây 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 thì nó vô tới nó, kiến nó ăn tới đây là thôi à. Cạp không nổi cái thịt. Cạp vỏ hả? Ăn cái vỏ. Rồi cho cái quanh luôn nha. Mã số 15 nha quý vị. Rồi quanh 36 cái gì ơi. Rồi 36 quanh. Rồi để đây. Đúng xài chứ sao trời. Đúng xài. Để nôm nôm cá đẹp như vậy. Bự bự á. Rồi nắm nắm nắm. À, cái này mình giao lưu giá nhiêu anh? Cái này là 3,5 triệu quý vị. 3,5 triệu nha quý vị ơi. Cây mã số 15 nha quý vị. Rồi, cái cây 16. Lần này vô xíu. Rồi, mã số 16 là một cây mai tàn luôn. Rồi cao nhiêu đây anh? Cao dưới 3 mét, khoảng tầm 3 mét trở lại quý vị ơi. Rồi. Cành tàn ở trên nó là vậy đó quý vị. Rồi. Rà xuống cho quý vị xem nha. Tán ngang hả? Tán ngang này khoảng tán ngang thước mấy, 2 thước gì vậy? 4 đi. Anh nghe khoảng 14 rồi, tại anh con lại hết rồi. Con lại. Rồi, này là 3 thăng luôn. Rồi, cho cái hoành luôn anh ơi. Đây, 3 thăng, 3 mấy rồi? 34 anh ơi. Rồi, 34. Rồi, lưới mụn sao? Rồi, để đây. Mai này, mai thường hay mai giảo anh? Thường, mai thường như bông chùm đẹp lắm. Đấy nó cũng xè đều á. Cái này giao lưu giá nhiêu anh? Giá dễ chơi quý vị ơi, 3 triệu chẳng à. Rồi 3 triệu cái mã số 16 nha quý vị. Một cái mai tàn luôn. Cỡ này xếp chụp. cái còn có cái bộn này. Cũng xếp mai tàn là nhiều tiền anh. Nhiều tiền. Rồi, mình ra cây mã số cây mai tàn sao còn quý vị? Mã số 17 nhưng quý vị. Số 17, mai tàn số 17 quý vị. Rồi. Cái này cao chắc cũng khoảng 3 mét ha anh. Cái này cao tầm đó với hơn 3 mét ha. Tầm 3 mét hơn. Rồi tán ngang mình khoảng khoảng 2 mét mấy đó. Rồi này che lưới mụn lại quý vị. Lưới lan. Cây này thì bông thường. Thường 5 cánh. Giấu trong đây quý vị. Giấu trong lưới. Rồi cho cái hoành luôn anh ơi. Rồi. Hoành đây quý vị ơi. 44 quý vị. Rồi 44 hoành. Để đây, để một vòng luôn nha. Cây này để khá đẹp nha quý vị. Cây này mình định giao lưu giá nhiêu đây anh? Cây này mình giao lưu 11 triệu quý vị. 11 triệu cây. Luôn. Chế tải khá đều. Có một cái bể này coi hay quá. Bể lớn nè. Rồi cái này là cũng là cây cuối trong clip mình ha anh. Dạ. Rồi video mình đến đây là kết thúc rồi quý vị ơi. Trong quá trình xem cây quý vị thích cây nào thì alo trực tiếp cho anh Tèo nha quý vị. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị vào video tiếp theo.